Ngủ đi con. Ý sao không ngủ? Ba hát sùm ngủ không được hả? Trời ơi, kỳ cục kẹo quá mà. Người ta ngủ mà không cho người ta ngủ. Dùm cờ. Ô, kỳ cục kẹo quá mà. Không ngủ ba để xuống rồi kìa. Không, ngủ đi con, ngủ đi. Ngủ đi lẹ. Ngủ đi ba coi câu cá kìa. Ba dụ ngủ đi, ba coi câu cá đó. Đó, ba coi câu cá nè. Ba ghiền câu cá lắm. Rồi thấy không? Ba mày giả bộ để mày xuống rồi đó. Ba giả bộ ba để chim xuống rồi đó. Nè nè, Nhị Khanh thì cho hả? Thi tao chưa cơ. Thi chăng? Cho hào lại chứ cơ. Chồng mới ngồi mà ông đẩy cái miếng nhựa này vô tới chổng luôn. Đó, anh Chin không bà cô chú. Anh Chin muốn lật lại, anh Chin dở bụng lên kéo áo qua. Anh Chin tưởng đâu là kéo áo vậy là anh Chin qua được á. Uống sữa no không ngủ đâu bà cô chú. Ê, ngậm tay ha ha, ngậm tay ha. Chin ngậm tay phải không? Ê, cho mua bia kìa, xuyên chèo ơi. Tỉnh xe. Này kìa, xuyên này bút khai cơ, này khai cho cơ TikTok tăng rẳng. Cho nhỏ ngủ mà không chịu mở nhạc cho nhỏ nghe, coi lên mạng coi TikTok không mà cha này thiệt chứ. Ba ơi là ba. Kêu đi con. Ba ơi là ba. Ba ơi. Cho con ngủ nè, con buồn ngủ con quạo đó. Con quạo con khóc là ba mệt đó nghe. Con khóc là ba mệt đó. Anh à, Chinh đội cái nón không mà cô chú, mà cái nón nó xoay tròn luôn à. Nó xoay như là cái trong trống luôn á, xoay từ con heo ở trước mà nó biến thành con heo ngoài sau luôn. Nhìn nào mà cô chú. Ngủ đi. Kêu ba cho ngủ đi con. Đó, anh à, Chinh bẻ lái nè, anh à, Chinh chuẩn bị lật đó không mà cô chú ơi. Bún bún Chín à, Chín ơi, Chín liêu liêu ba bỏ xuống rồi liêu liêu kêu ba cho ngủ đi con. Ừ, không ngủ không không dỗ cho ngủ là thức vậy đó à, thức ngày la chừng nào mà chừng nào buồn ngủ là tự nhắm mắt ngủ đó. Ừ, nhưng mà dỗ ngủ thì ngủ lâu, hơi lâu một xíu. Còn không vô ngủ, tự ngủ thì ngủ hồi là giật mình à, ông bà cô chú. Ha cà, đúng không? Ý vậy. À chị ơi. Ý. Dạ, dạ, dạ. Ý. Ý. Hắn ba kìa. Ý, nhìn kìa anh. Anh. Anh nó săn cơ rồi, kinh này săn rồi, hát nó hát với bà đó đúng không, càng hát với bà đó hả? Ba Chin dỗ cho anh Chin ngủ mà anh Chin cười hoài, cái nguyên móc cái máy ra nguyên quay anh Chin im gu. Ngủ đi con Chin à, ngủ đi con, cục vàng của mẹ Chin ơi. A Chiên à, cường kiểu gì vậy trời, cường mình kiểu cường buồn ngủ dữ lắm rồi đó. Nè là cái áo ha, ba nè, anh Chiên ngậm nó mà của chú. Dưa, anh Chiên ngậm áo của ba ướt nhẹp luôn. Ngậm áo ba ướt nhẹp luôn à. Chết không ba la kìa nè ba la ơi, biết gì nhỏ buồn ngủ không chết, coi kiến á bà nó nhìn trong kiến á. À, chim phái nhìn kiến á mà cô chú, cứ đứng trên kiến nhìn trước kiến là cừ cừ cặc cặc đó.
cứ đứng trước kiến là nhìn cừ khặt khặt đó ông bà cô chú. Nó hăm dọ người ta hoài. Bà nó không ngủ, bà để con xuống rồi chứ bà mệt lắm mà nó. Sợ A Chin mới bú no á, để xuống là A Chin lặt nè. Cho nên phải ngồi kế bên. Tao buồn ngủ mà giỡn hoài. Xin chào mà cô chú. Giỡn với bà đó. À chị ơi. Không giỡn với tôi thôi, tôi đứng dậy. Có ba nó nhà nguyên khỏe gu. Nó đeo ba nó không. Mẹ là chỉ là giấc tối thôi. Nó cần mẹ là chỉ giấc tối thôi. Giấc sáng nó không cần mẹ đâu. Đu đủ rồi cả nhà. Trời ơi, đem dưới quê lên tới giờ mà trái đu đủ của ba chồng Nguyên á, ổng cũng bịch với báo vậy nè. Chín rồi mà cũng Nguyên chưa chín. Đù, tưởng đâu chưa chín này, chín rồi nè. Lấy ra ăn gọt ăn mới được. Đà đà. Chín rồi hả? Xưa. Xưa. Bà nó có rầu á. Đựng đựng ở dưới gò má cái cổ của nó là nó nhột. Nhột sợ nhỏ gần chết. Không dám đụng đậy luôn, tôi càng tung luôn mà. Đụng tới đâu rồi nhột tới đó. Đu đủ này nhà chồng á cái nhà. Ở dưới quê á, bữa hổm chồng. Bữa hổm ba chồng Nguyên hái. Ừ, ba Hồng ba chồng Nguyên hái. Mỏ dịch á. Kiểu như Nguyên đợi ở trong nhà ít nắng á, nó mát á. Cho nên nó lâu chín nè, chứ trái của ba chồng Nguyên á chín 2 ngày nay rồi. Xưa hình hủng. Xưa. Nè. Hủng hả? Chồng nó ngọt ngay à nha. Có tiêu trình trên da. Ở trong cửa. Đúng rồi. Đu đủ quá cả nhà. Ai cũng tập bộ sàn chèo nhiều lần sao? Sàn chèo thầy sĩ y sổ y trì mà xưa ta pha đu đủ á. Nhà ở dưới quê chồng Nguyên ăn cũng thích ăn chân mà không ai chậm chân. Cái này là Nguyên ăn cái Nguyên rải hộp của nó lên. Ăn gì con bột ngô. Cái Nguyên rải hộp của nó lên nhóc chân. Cái gì chồng thì nó xong. Cái này là của, cái này là tao chồng á. Nó xin chờ lại ai gì xin. Đi ra. Gì chồng á, cái này cái đu đủ này là tao chồng. Cái mày im gùn hay nói vậy. Tại vì phần lớn á, trái cây mà ở dưới quê á, trừ chôm chôm ra nghe là hai vợ chồng Nguyên chồng. Chứ gì chồng Nguyên á, mấy người gì á, không ai chồng hết trơn. Cái chuối thì không phải chồng Nguyên chồng nha, cái chuối thì dì Tâm chồng. Thì cái chồng đu đủ á, đu đủ nhà chồng với đu đủ mình mua, cái ăn cái vị ngọt nó cũng khác nữa cơ.
Cái này nó ngọt mà ngọt thanh, nó thơm lắm. Còn rủ mình mua. Thấy ăn cái giờ miệng nè. Bây giờ chưa biết ăn đâu. Xin chào hạt bùi xưa. Nó khăn xưa ba nào. Bây giờ chưa biết ăn đâu. Chắc đủ đủ nên là bữa trưa của hai chồng Nguyên. Làm hành bao giờ sẽ trai đi bên. A Chin thấy mình ở trong kiến không mà trong video á. A Chin phái lắm bà cô chú. Nga chị bà. Con xin chào ạ. Thường một tuần hai chồng Nguyên ăn trái đu đủ. Mua ở ngoài nó không ngon bằng. Hai chồng Nguyên á, cơm á ngày thì ít ăn thiệt nhưng mà trái cây với rau á ăn dữ lắm. Nguyên mê ăn rau lắm cả nhà, rau với lại trái cây. Trái tay thì nãy vậy thôi, thấy trái sầu kia thôi. Ba nói đợi con lớn xíu rồi mới ăn được. Cái gì mà ba kia này thôi, những cái sơ mà ba kia này. Cô nẻ này kìa. Ờ, bụi khơi gì điều dê. Điều dê cho người. Cho nó Tết ăn được, nó ừ không được. Tới tháng 6 mới ăn được. Tới 6 tháng, em bé còn mình 6 tháng mới cho ăn dành đây nha. Đó thì bà bà dành sợ má. Thế nên không bà bà sợ cho họ rồi. Bà nói, vậy là con rủ tới tới đó đi bà cho con ăn. Bây giờ con nhìn ba ăn được rồi. Cái nhà thấy rau của chồng Nguyên dạy không? Chồng Nguyên để ra để dâu dài để rau dài ra cái quết lông á cả nhà, cái sáp mà quết lông á quết ra nó ra một lượt luôn, đã dữ lắm luôn chứ ảnh không có cạo. Bởi vì nhiều khi cả nhà thấy chồng Nguyên rau dài cái tưởng nó chồng Nguyên không có không, không phải đâu, ông để cho dài điều rồi không nhổ một lần một luôn. Chin đang sắm đồ Tết. Nguyên có mua cho A Chin hai bộ áo bà ba mà cô chú. A Chin mặc thấy nhìn thấy cưng lắm, tròn lụi nha. Thi tao à? Ủa thi tao nhìn mà. Dạo tao là. Yêu. Ủa thi tao nhìn nó gì, dạo nó là gì? Ủa trai sụ chân phân à mà. Là hố. Dạ. Rồi trúng cắn, trắng trúng lưỡi luôn. Mình đỡ tay nè, chồng Nguyên á. Ông đẩy dưới, ông đẩy sao lật cái trộn xuống. Cắn trúng lưỡi rồi thấy bà đầu. À, nó nhìn bánh bía của Nguyên nè cả nhà. Ai là fan của bánh bía không? Chứ Nguyên đam mê ăn bánh bía dữ lắm, ghiền dữ lắm, ghiền luôn. Nguyên mua hai hộp mà hết hộp rồi nè. Còn một hộp 4 cái không mà cô chú. Hả Nguyên ăn hết, ăn còn có 3 cái nè. Phải ăn dữ lắm.
Ây dạ, không biết sao mà bữa nay A Chiên không chịu ngủ nè ông bà cô chú ơi. Thức thức từ hồi lúc mà 10 giờ tới giờ đó ông bà cô chú. 10 giờ sáng mà giờ 11 giờ rồi. Uống sữa rồi mà con không chịu ngủ luôn hả? Hả con? Uống sữa mà không chịu ngủ hả? Ý? Ý? Uống sữa mà không chịu ngủ nữa ta? Hello Kitty này nhõng nhẽo quá đi, không chưa ngủ nè. Bữa nay A Chin mặc quần này áo nọ nè ông bầu của chú. Ê, sáng sớm là A Chin ị một quần rồi. Ị dính tả luôn mà. Đúng không con? Ị dính tả luôn mà. Nằm nữa không, chuyên gia lót cái khăn cho nằm mà chồi chồi không à, lăn qua lộn lại lộn đó mà cô chú. Anh chỉ lật á, lật hồi là cái khăn nằm một nơi là cái đầu nằm một nơi à. Bây giờ gần Tết rồi đó cả nhà, cho nên Nguyên cũng tranh thủ á dọn dẹp nhà với lại giặt mấy cái màn á, màn cửa á. Nguyên thì cho A Chin ngủ, Nguyên kêu chồng Nguyên gom mấy cái màn cửa sổ á, lấy ra để giặt tới, nếu không tới từ từ đây tới Tết không có thời gian giặt á. Cửa sổ này kia thì Nguyên sẽ lau từ từ, chứ bây giờ không có thời gian làm một lượt đó cả nhà.